Rồi ok, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ hai đầu tuần nha. Em đang tiếp tục lên sóng một cục máy 8990 nha anh em. Máy là em bán hết, bây giờ còn lại nhiêu đây nha anh em. Em bán giá tàu nhanh cho anh em là 6 triệu nha. Đó, máy em bao anh em là đầu nồi chưa mở nha, bao im bao hú. 6 triệu nha anh em, máy là còn có nhiêu đây thôi. Đó, ốc đầu là chưa xét luôn. 8990 nha anh em, rất là bền bỉ nha. 6 triệu nha. Anh em về gắn lửa gắn đề vô là bay thôi. Tại giá bán giá gì là quá tốt rồi nha anh em. Còn anh em muốn rã món thì em sẽ báo luôn. Đầu lòng với anh luôn 4 đũa 4 ốc đầu đầy đủ sên cam 4.8 triệu. Bộ nồi 1.8 triệu. Cặp lóc giữa 600, bộ số 600. Lóc nồi 700. Đó, giá rã là vậy nha anh em. Còn anh em muốn thì cứ bợ nguyên cục về. Giá 6 triệu đúng, giá này là không bớt nha anh em. Ốc đầu riêng là còn 7 màu đàng hoàng nha anh em, chứ không phải là mấy cái cục máy mà máy ốc vừa xét hết nha anh em. Chung máy này cũng tầm khá trở lên nha anh em, chứ không có xấu đâu. Ok, em nhớ còn rất là mới luôn nè. Giá này là quá quá tốt rồi nha anh em. Anh em nào cần cứ alo em nha. 0933 27 28 nha. Máy là riêng hết, à, anh em nhìn ron nè. Rất là uy tín. Đặc biệt là lòng mà còn sân rin luôn nha anh em. Đó, còn miếng sân rin nè, chưa có bị phủ đen gì hết. Rồi anh em có nhu cầu cứ alo nha em nha. Đó, chỉ có nhiêu đây thôi nha anh em, 6 triệu. Giá quá tốt luôn, cho anh em về độ chế lên 4 số hoặc là lấy phụ tùng đó, tùy anh em. Chứ anh em mà đi mua phụ tùng là lẻ ra là mua là bệnh luôn á. Nắp nồi này sân rin luôn nha anh em, lần hấp. Rồi chào anh em.